Ngày 22 tháng 1, các quan chức Cuba và Mỹ đã bắt đầu cuộc đàm phán lịch sử nhằm khôi phục quan hệ ngoại giao và mở lại đại sứ quán ở mỗi nước sau nhiều thập kỷ đóng cửa. Một ngày sau khi hội đàm về vấn đề di trú, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Roberta Jacobson, quan chức cấp cao nhất của Mỹ đến La Habana kể từ năm 1980 và quan chức ngoại giao Cuba Josefina Vidal đã bắt đầu ngày họp thứ hai. Trước đó, đại diện hai chính phủ đều đánh giá ngày đàm phán đầu tiên diễn ra suôn sẻ, dù còn bất đồng. Vấn đề gây tranh cãi nhất trong ngày đàm phán đầu tiên liên quan đến yêu cầu của La Habana về việc Mỹ xóa bỏ luật điều chỉnh Cuba. Trong khi phía Mỹ khẳng định Washington sẽ không thay đổi chính sách này, đại diện chính phủ Cuba chỉ trích luật này cùng với chính sách khuyến khích người Cuba di cư trái phép sang Mỹ, không phù hợp với bối cảnh quan hệ hiện nay giữa Mỹ và Cuba. Đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa hai bên kể từ khi Chủ tịch Cuba Raúl Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng tuyên bố tái thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước ngày 17 tháng 12 năm ngoái. Người dẫn đầu phái đoàn Mỹ, trợ lý ngoại trưởng phụ trách Tây Bán Cầu Roberta Jacobson, cũng là quan chức cấp cao nhất của Washington tới La Habana trong 35 năm qua. Trong khi đó, người dẫn đầu phái đoàn Cuba là bà Josefina Vidal, giám đốc phụ trách các vấn đề về Mỹ của Bộ Ngoại giao Cuba.